giấy mình sử dụng là giấy A5 nhé các bạn. Đầu tiên ta sẽ gấp đôi lại. Các bạn sẽ phải cân thật là chính xác, tại vì chỉ có máy bay cân đối thì nó mới bay được theo đúng cái ý muốn của mình thôi. Là cân đối nha các bạn. Các bạn gấp đôi theo chiều dọc. Các bạn chỉ cần lấy dấu thôi nhé. Bạn gấp đôi theo chiều dọc, gấp 1/4 theo chiều dọc. Rồi các bạn gấp 1/8 theo chiều dọc. Rồi. Sau đó các bạn tạo một cái mũi nhọn ở đây bằng cách gấp hai cái cạnh này vào phía giữa. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ gấp mũi nhọn này vào phía dưới dựa theo cái cạnh của cái tam giác này. Đầu mũi nhọn của tam giác thì các bạn đặt ngay chính giữa của cái đường cái đường nãy chúng ta tạo ban đầu. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái cạnh này vào một cái vết mình vừa tạo lúc nãy này. Để đảm bảo máy bay cân đối thì các bạn hãy gấp lại xem chúng trùng khớp lại với nhau chưa. Nếu chưa thì các bạn sẽ phải điều chỉnh lại nhé. Ở đây các bạn có thể thấy là nó khá là khớp nhau ha. Như vậy là ok. Rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ gấp cái điểm này vào cái trùng vào cái đường phía giữa để ta lấy cái dấu chia đôi ở đây. Ta chỉ lấy dấu thôi nhé. Rồi. Từ cái dấu vừa mới tạo được thì các bạn sẽ gấp vuông góc xuống. Gấp vuông góc xuống. Cạnh này với cạnh này nó sẽ song song với nhau. Ở cạnh bên này ta sẽ gấp tương tự. Để cho chính xác thì ta sẽ gấp lại, gấp đôi lại và gấp cái phần còn lại sao cho hai bên trùng khít lên nhau. Đây. Như vậy là ta đã được hai bên như vậy rồi. Thì bây giờ ta sẽ gấp cái cạnh này trùng với cạnh này. Ta sẽ tạo ra một cái đường chia đôi. Ta chỉ lấy dấu chỗ này thôi. Này. Lấy dấu thôi nhé. Rồi. Bây giờ là từ cái điểm này, điểm giao này với lại cái dấu vừa tạo thành, ta sẽ gấp thành một cái đường thẳng. Rồi nhé. Rồi, bên kia ta gấp tương tự. Để chính xác thì ta cũng sẽ chập đôi lại và gấp sao cho hai bên trùng khít nhau. Thank you.
rồi, bây giờ thì ta sẽ gấp lại cái nếp gấp ban đầu nhé. Quay lại nếp gấp ban đầu nè. Đây. Bây giờ thì từ cái điểm này đến điểm này ta sẽ gấp lên phía trên, thì để cho nó dễ thì ta sẽ gấp vào trong này trước. Đây, như thế này nhé. Bên này ta làm tương tự. Rồi. Đây mình sẽ lấy mốc là cái điểm trên phía giữa này. Ta sẽ gấp lên, gấp từ đây qua đây nhé. Rồi. Rồi. Bên này ta làm tương tự. Bên này mốc đây nhé. Rồi. Ở đây thì ta sẽ gấp lại theo cái đường lúc nãy ta đã tạo. Ta sẽ lấy mốc là cái điểm này và cái điểm này, gấp vào bên trong. Bên này ta cũng làm tương tự ha. Ta cũng sẽ gấp ở đây. Đây. Ta cho hai bên đối xứng nhau nhé các bạn. Rồi. Tức thì ta sẽ gấp theo cái đường này, ta gấp vào bên trong. Rồi, ta gấp tương tự với cái còn lại. Mẫu này hơi khó gấp nha các bạn, nhưng mà nó bay khá ổn định do cái cánh của nó được, đây này, các bạn thấy cánh nó được giữ khá ổn định. Rồi. Như vậy là xong phần cơ bản rồi ha. Bây giờ ta sẽ gấp xòe hai cánh ra. Hai cánh ra thì các bạn sẽ gấp như sau. Các bạn sẽ lấy điểm này làm chuẩn ha. Ta gấp vào đây theo đường như thế này. Sao cho cái điểm này trùng với lại nằm trên cái cạnh này. Tiên ta sẽ lấy được mũi nhọn trước nhé. Rồi. Rồi ta gấp bên này, ta sẽ gấp tương tự cho hai bên trùng khít nhau. Hai bên trùng khít nhau nhé. Thank you.
rồi sau đó là ta sẽ điều chỉnh lại cho nó thật cân đối và hơi vút cong cái đuôi lên. Mẫu này thì cái đuôi nó không có cong lắm nha các bạn. Rồi, các bạn có thể thấy là nó rất là cân đối, thấy chưa? Đây, vậy là đây là kết quả. Chúc các bạn sẽ thành công nhé. Và nhớ đăng ký kênh để nhận thêm những cái mẫu quay mới sắp tới nhé các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở mẫu tiếp theo.